Bảo Trâm và Xuân Phương xin chào tất cả các bạn. Thì trong những năm gần đây thì lượng sinh viên hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Singapore trở về Việt Nam khá là đông. Thị trường lao động trở nên tấp nập hơn và các nhà tuyển dụng thì có nhiều cơ hội hơn trong việc lựa chọn các ứng viên và chất lượng của nguồn nhân sự đã dần được đẩy lên. Và kiến thức đại học và những năm tháng học tại các trường đại học ở Việt Nam chưa đủ, sinh viên hoàn thành xong chương trình phải tính đến việc nâng cao chất lượng bằng cấp, bổ sung thêm tiếng Anh, sự tự tin trong giao tiếp và những kiến thức xã hội ngoài chuyên môn. Bằng chứng là sau một năm đi học, sinh viên quay trở về rất là tự tin để nộp hồ sơ, phỏng vấn và lựa chọn công việc phù hợp với bản thân. Và có thể thấy những tháng ngày học tập và sinh sống tại Singapore đã giúp cho họ thực tế hơn với cách nhìn nhận về việc làm. Và để giúp các bạn có cái nhìn chi tiết hơn về chương trình học thạc sĩ MBA tại Singapore, và mời các bạn cùng lắng nghe cuộc chia sẻ của Tân Đại Dương, công ty tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm qua những câu hỏi xoay quanh về chủ đề này nhé. Chào Phương. Chào Trâm. Thì Phương có thể chia sẻ cho các bạn biết về ưu điểm khi mình chọn học chương trình thạc sĩ tại Singapore nói chung và chương trình thạc sĩ MBA nói riêng được không Phương? Và xin trả lời cho Bảo Trâm cũng như là tất cả các bạn đang quan tâm được biết, thì du học thạc sĩ MBA tại Singapore ngày càng được nhiều các bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn đến để học tập, bởi Singapore là một trong những trung tâm đào tạo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức là MBA, và các chuyên ngành khác lớn nhất của khu vực châu Á. Mà cái chương trình này được giảng dạy bằng tiếng Anh. Hầu hết các trường của Singapore đều có chương trình đào tạo thạc sĩ, bao gồm các trường tư thục, công lập và các trường nước ngoài danh tiếng thế giới đặt tại Singapore. Hơn nữa, thời gian học cũng ngắn, chỉ mất khoảng 1 năm là các bạn đã nắm trong tay tấm bằng của các trường đại học danh tiếng của Anh, Úc, và thủ tục hồ sơ nhập học cũng nhanh, chỉ từ 3 tới 6 tuần là các bạn có thể sang trường nhập học được rồi. Và một ưu điểm nữa khi học thạc sĩ tại Singapore, đó là một số khóa thạc sĩ đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc. Có những khóa học không đòi hỏi kinh nghiệm làm việc. Các khóa cần kinh nghiệm thường là khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh do các trường đại học ở Anh, Úc hoặc là Mỹ cấp bằng. Các chuyên ngành khác thường không đòi hỏi kinh nghiệm. Thì với những ưu điểm nhiều như vậy thì chắc hẳn Singapore sẽ thu hút được sự quan tâm của rất là nhiều bạn sinh viên đang muốn lấy bằng thạc sĩ cho mình. Vậy thì hiện tại trường Nam Giang có đào tạo chương trình thạc sĩ hay không vậy Phương ha? Thì hiện tại trường Nanyang có đào tạo chương trình thạc sĩ như là MBA, tức là thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản lý dịch vụ sức khỏe, với thời gian học là 1 năm và học phí cho trọn khóa học này là 22.800 đô Singapore. Và tin vui cho các bạn đang muốn đăng ký học chương trình MBA tại trường Nanyang, đó là hiện tại trường đang có chương trình học bổng trị giá 3.000 đô Singapore đầu vào dành cho các bạn sinh viên Việt Nam đó. Và ngoài ra, khi đăng ký các bạn còn được giảm 50% phí đăng ký tặng mini iPad. Chi tiết các bạn liên hệ với công ty Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh của trường tại Việt Nam để được hướng dẫn các thủ tục nhập học các bạn nhé. Và để giúp các bạn hiểu rõ hơn về trường thì Phương cũng xin giới thiệu một số thông tin về trường cho các bạn quan tâm nha. Học viện Quản lý Nanyang Singapore liên tục trong hai năm 2010 và 2011, trường luôn nằm trong top 10 trường được yêu thích nhất Singapore theo báo cáo của Job Central Learning, tổ chức giáo dục số 1 tại Singapore, là trường chuyên đào tạo về quản lý hàng đầu ở Singapore. Học viện được thành lập từ năm 2001 với mục tiêu trở thành viện giáo dục hàng đầu của Singapore và Đông Nam Á, đào tạo ra những nhà quản lý năng động, xuất sắc và chuyên nghiệp. Trường cung cấp các khóa học về quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, xây dựng hoặc là logistics. Nếu vậy thì khi mà đi du học á, thì ngoài việc mà mình chọn trường, khóa học thì có nhiều quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng quan tâm tới vấn đề chỗ ở, đi lại và ăn uống, mua sắm khi du học tại Singapore. Vậy thì Phương có thể cung cấp cho các bạn một số thông tin về vấn đề được không Phương? Đúng như câu hỏi của Bảo Trâm, thì khi đi du học, ngoài việc chọn trường, ngành phù hợp thì quý vị phụ huynh của chúng ta cũng rất quan tâm tới vấn đề về nhà ở, ăn uống, đi lại của con em khi qua Singapore. Như các bạn cũng đã biết thì đất nước Singapore cũng khá nhỏ thôi, với diện tích chỉ có 660 km², chỉ rộng hơn thủ đô Hà Nội của chúng ta một chút thôi. Dân số Singapore chưa đầy 5 triệu người, chỉ xấp xỉ bằng dân số Sài Gòn, tuy nhỏ hơn. Nhưng một điều không thể phủ nhận đối với đất nước này là hệ thống giáo dục thật sự là rất tốt. Và các trường bên Singapore đa số đều không có ký túc xá dành cho sinh viên. Nhưng quý vị phụ huynh yên tâm nhé, Tân Đại Dương chúng tôi có liên kết với các hệ thống ký túc xá gần trường. Nếu học sinh có nhu cầu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ việc đặt ký túc xá cho các bạn phù hợp với yêu cầu của loại phòng và giá tiền. Hiện tại các ký túc xá có trang bị khu bếp dành riêng cho các bạn muốn tự nấu ăn, hoặc các bạn có thể ăn các phần ăn tại căng tin của ký túc xá cũng được.
Về phương tiện đi lại của sinh viên thì tại Singapore, 70% dân số đều sử dụng các phương tiện công cộng là xe bus và tàu điện ngầm, tức là MRT, nên chi phí cũng rất là tiết kiệm. Một ngày các bạn chỉ tốn tối đa là 4 đô Singapore, hoặc là bạn có thể dùng thẻ sinh viên để mua thẻ đi xe bus hoặc là MRT với giá tiết kiệm hơn rất là nhiều. Với những bạn có niềm đam mê shopping thì Singapore cũng là một thiên đường mua sắm dành cho các tín đồ thời trang này đó. Thường vào những tháng từ tháng 6 tới tháng 9, hàng loạt các cửa hàng sẽ mạnh, có khi lên tới 70-90%, đặc biệt là vào mùa lễ Giáng sinh hàng năm, nên các bạn có thể lựa chọn cho mình những món hàng hiệu nhưng với giá rất là rẻ. Thì cảm ơn những chia sẻ của Phương đã dành cho tất cả các bạn. Và hy vọng là với những chia sẻ ở trên thì các bạn sinh viên sẽ có sự lựa chọn cũng như là sự chuẩn bị tốt cho chuyến du học thạc sĩ sắp tới tại đất nước Singapore của mình các bạn nhé. Và thông tin để liên hệ về hỗ trợ thủ tục hồ sơ du học Singapore như thế nào, quá trình chọn trường ra sao thì các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, và còn một địa chỉ ở thành phố biển Nha Trang, đó là số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang. Bảo Trâm và Xuân Phương xin chào các bạn.